Xin chào các bạn. Trước mặt của mình đây là cây IMS01, nhưng không phải là C mà là X. Đó. Hồi xưa giờ Hoàng không có giới thiệu X bởi vì đâu có đàn đâu mà giới thiệu. Cây này là cây lần đầu tiên Hoàng thấy, lần đầu tiên Hoàng có để bán cho các bạn. Mà không biết mai mốt có lại hay không luôn, bởi vì những cây này nó đắt hơn những cái cây kia, thành ra là chính vì nó đắt như vậy, nếu mà quy ra cái giá mà mua mới tinh là khoảng độ 320 triệu. Giá mới tinh 320 triệu thì người ta chắc cũng ít người mua lắm. Tức là khi không có người mua thì làm sao mà có người bán lại được, đúng không? Thành ra lượng cây này nó rất là hiếm. Có thôi chụp luôn đi. Có cái hồng mua luôn, chụp luôn. Ok. Rồi, quay trở lại 01C. Và đây là 01X. Vậy 01X nó khác cái 01C cái gì? Thưa, nó chỉ là cái phần extend ra thôi. X là cái phần mở rộng ha. Là cái phần mở rộng. Rồi, vậy thì những cái thứ còn lại nó giống thì Hoàng nói là về phần loa là nó có khoảng độ 70W, 70W là 140W. Thì cái phần loa là nó giống. Cái phần tiếng, cái phần chức năng là nó giống cái 01C ha. Nó giống cái 01C. Rồi, tiếp theo cái phần khác, bàn phím ở trên, dưới thì này gọi là upper này, cái này là lower này. Upper bình thường của 01C và 01 á là 49 phím. Thì cái lên cái cây X nó sẽ là 61 phím ha. Upper 61, cái này 61. Bình thường 01, 01C phần này là 20 phím thì về cái cây X sẽ là 25 phím. Chính vì 25 phím nó rộng quá thành ra nó xòe theo cái kính hình của cái quạt. Đó, hình cái quạt. Còn cái phần này là cái phần loa thì cũng như bình thường thôi. Đó, các bạn thấy không? Cũng như bình thường thôi, cái này có thể on off được nha bạn. Rồi, có on off loa, ví dụ mình sợ nó hỏng loa đó, mình phải on off. Thì rất là nhiều cái hệ thống như này. Thôi, cũng không có thời gian để mà phân tích hết. Rồi, cái chỗ này nè, cái phần bát. Bình thường cái cây kia nó chắc nó dài tới đây thôi các bạn. Còn cái cây này dài thòn tới đây. Và nó phải có cái phần ghế. Ghế này là ghế zin của hãng luôn. Thì các bạn để ý ghế zin. Phần này nó có cái chân ha. Có cái chân để kê vào. Vì thế là khi đặt vô này vừa y luôn đó các bạn. Khi đàn xong các bạn đặt xuống. Rất là gọn đúng không? Rất là gọn. Rồi. Mình di chuyển ra. Thì khi mình ngồi lên. Đó, bỏ dép ra. Khi mình ngồi lên. Có cái phần chân đặt vô. Đó, cũng quan trọng. Nếu không có cái đó là mình phải đạp vào cái pedal thì không được. Thành ra có phần chân. Rồi mình ngồi đây. Thấy chưa? Rồi, bây giờ Sơn quay làm sao cho mọi người hiểu được là cái tương quan giữa cái người với lại cái đàn. Đó. Tính ra khi mình ngồi vô mình mới thấy cái đàn nó rất là to. To không? Đó. Nhưng mà ngồi rất là dễ chịu nha các bạn. Ngồi rất là dễ chịu. Các bạn phân biệt là chữ S này này. Nó có cả ELB. B là cái dòng basic thôi, là thường thôi nha các bạn. EOS là dòng stay, là dòng sân khấu, là dòng đắt tiền và tiếng hay hơn. Rồi, khởi đầu á, nó có ELS01. Cái sản phẩm này nó ra đời năm 2004. Đó. Thì cái giá của nó thể hiện đây là 660.000 yên Nhật. Thì Hoàng tính sơ sơ nhân với giá yên là 20 đi. Bởi vì có khi nó là 17, 18, có khi nó 20, 21, 22. Thế Hoàng cứ lấy bình quân, Hoàng lấy là 20 đi nha các bạn. Rồi khi Hoàng nhân nó ra thì cái giá khi bán mới nha. Năm 2004 cái cây này nè, ra mới là 130 triệu. Rồi, vậy 01 á, đó, 01 cỡ khoảng 100W. Cao hơn thì có 01C. Thì tầm 210 triệu. Là 140W. Rồi các bạn để ý nè, 01C thì 49 phím. Và ở dưới chân á, là cái này nó không có xếp thành quạt đúng không? Rồi. Đó, đây. Cái IMS01X thì nó ra đời năm 2005. Thì khi nhân giá lên khoảng độ 320 triệu thì cái chân của nó có khác không các bạn? Bàn phím ở trên nè, có khác không? Rồi tiếp theo nha. Đó, rồi cho các bạn xem đây. 01 á, thì ra 2014. Thế 2009 nó ra phiên bản cao hơn. Thì nó ghi là 01 mà Type U.
giờ phát âm vậy, 01 type O. Rồi vậy thì 01C type O. Thôi vậy thì người ta sẽ có viết tắt là ELS01C có U. Còn cái kia là 01U. À, rồi các bạn hiểu chưa? Các bạn dễ bị nhầm lẫn chữ 0 ES01U với lại 01C, rồi các bạn nói là 01U mắc tiền hơn 01C là không đúng nha, nó không đúng phân khúc. 01 trở thành 01U, 01C trở thành 01CU và đương nhiên thì 01X sẽ trở thành 01XU. À, rồi thì khi ra mắt 2009 là nó tầm 4 năm, 4 năm, 4 5 năm sau ha các bạn ha. Rồi và tiếp tục sau cái đời đó là họ sản xuất ra dòng dòng 02 thì nó cũng có ba cái level thấp, trung và cao. Thì bảo là cao á, thì giữa cái C và X á, là nó chỉ khác nhau ở cái phần extend là cho nó bự ra là mình sử dụng được nhiều nốt, nhiều cái phím đàn hơn thôi nha. Chứ còn mà cái công năng sử dụng là nó như nhau đó các bạn. Đấy, nhưng mà nhìn về cái giá tiền coi, nó chênh nhau được cả 100 triệu. Rồi bây giờ khi mà mua đàn này để mà sử dụng cho nhà thờ rồi cũng hợp lý rồi, bởi vì khi mình mua thì mua đàn đã qua sử dụng chứ mình cũng đâu có mua mới đâu. Chẳng hạn bây giờ nếu mua mua mới mà đụng cái cây EOS 02X coi. Trời đất ơi, với cái giá 380 triệu này thì thôi mua cái gì đó cho nó xứng đáng hơn, chứ mình hơi đâu mình đi mua cái cây này các bạn. Nó thẳng luôn á, là hơi đâu mình đi mua mới cái cây này với cái giá tiền này, cầm cái số tiền này ta mua cái đàn Harmon, đàn những cái đàn mà chuyên dành cho nhà thờ chứ không nên mua cái này tí nào hết. Đó là ý kiến của Hoàng ha. Rồi ta tiếp tục. Cây này cũng may mắn là Hoàng mua được cây này ha. Rồi cũng Hoàng cũng đã bán cây này cho một giáo xứ thân quen của Hoàng ở dưới Bảo Lộc. Rồi cũng chuẩn bị giao cái này thôi. Ha, các bạn theo chân Hoàng đến Bảo Lộc nha. Đến nhà thờ rồi đây. Rồi chúng ta phải khiêng cái đàn này lên gác đàn. À, may quá mình biết gỡ cái thường phần ra cho nên là mình có thể khiêng lên cái cầu thang xoắn được, chứ cái cầu thang nhỏ xíu rồi các bạn. Mà hôm nay xui là cúp điện cho nên là mọi người phải dùng cái máy nổ để phát điện. Giờ thử mà không biết là có đủ điện để thử không? Nếu mà đánh to con nó ngắt điện á. Không, điện này sử đủ mà. Máy đâu á? Cái máy này nó kéo cả một nhà thờ. Ghê vậy. Mà cái đành mỗi cái đàn không thì ăn thua. Rồi. Rồi.
bắt đầu đây đây có hai nhạc công đây không? Rồi. Nó cũng left về right thôi. Bên tay trái này. Cái này là cái tiếng cộng thêm rồi anh ta đi. Rồi bên tay trái. À, chủ yếu bên này. Cái đó, vâng. Tiếng đầu tiên là bên đó. Tiếng đầu tiên. Dạ. Cho tầng dưới phải không anh? Đấy, anh đang chọn là O cả ha. Đó, piano này. À, tiếng piano. Khi mình chân đây thì thế này, chân đây. Này, trang năm này. À, trang năm. Trang năm mới là ông gặp bạn. Vậy là bạn. Đó, anh nhấn vào một đi. Rồi anh đạp chân. Bây giờ gọi trọng tâm xuống đi một cái line. Đó, là bát một ha. Rồi bây giờ bát hai. Bát này bát rền. Bát này bát một, sai bát một thôi. Nhà hàng mình vẫn yeah. Bát một. Bát một ha. Ừ. Bát một thì nó clear, nó sạch. Ừ, nghe nó không bị ổn. Dạ. Yeah. Còn bài nào mà chậm em lại khoái bắt hai anh. Vậy hả? Chậm nó rền. Nó rền hơn. Nó rền, ví dụ ba thì sao? Nó như nhỏ. Cái này nó có cái tiếng khí, tiếng của thép vô. Đã tùy mục đích sử dụng. Đó, tùy mục đích sử dụng. Dạ rồi, còn đó. Còn cái tiếng này làm tiếng hai, em muốn kẹp thêm vô cho nó dày hay không thôi. Để dày thêm tiếng đôi khi ọc mình kèm thêm một tí ọc vào nữa. Đó, vậy thôi đó anh. Khi đi giao đàn thì thường là sẽ không có cái plan cụ thể, do đó là mình sẽ không biết trước là mình sẽ quay những cái gì. Vì thế là những cái clip nghe nó có vẻ vụn vặt, nên là các bạn cũng thông cảm cho bên Hoàng. Chủ yếu là Hoàng làm lại để ghi nhận lại đã bán cho khách hàng đó, đã đi giao như thế nào, trở thành một cái kỷ niệm. Cũng như là có những cái thước phim để up lên YouTube cho các bạn xem cho nó vui ha. Ôi, cha xứ cũng ra để thử đàn đó nè các bạn. Ngài rất là hiền lành và dễ mến các bạn ạ. Con cảm ơn cha và hội đồng giáo xứ đã tin tưởng sử dụng sản phẩm của bên con. Clip đến đây là hết. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn lại các bạn ở clip sau nha.